bảo tàng này nổi tiếng là một trong những phòng đá to lớn được xây dựng dưới thời trị vì của nữ hoàng Ai Cập cổ đại Nefer, vì nữ hoàng này sống vào thế kỷ 14 trước công nguyên. Cũng chính căn phòng đá này, như tôi vừa mới trình bày xong, nó là một trong những di vật cực kỳ nổi tiếng được bảo tồn suốt nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn chưa có người nào tìm thấy ngôi mộ của nữ hoàng Ai Cập Nefer, và cho đến hiện tại, nó vẫn còn là ẩn số. Nhiều nhà thám hiểm đặt chân đến đây để tìm kiếm ngôi mộ cho bằng được, bởi vì xét về mặt khảo cổ học, nó hoàn toàn vô giá. Mà nói đi nói lại, việc này giống như đi tìm kho báu. Mình quyết định tới đây là đúng đắn rồi. Cậu ấy đằng kia. Mình phải đuổi theo qua bên đó mới được. Và điểm đến tiếp theo đó là tham quan vòng đá Tutanka được phát hiện đầu tiên trên thế giới. Mặc dù hai chú đang bận, nhưng cho con hỏi cái này một chút được không? Giúp ta cái coi. Không phải vậy đâu, là con bị lạc đường nên muốn hỏi hai chú một chút thôi à. Cảm ơn chàng trai trẻ rất nhiều. Xém chút nữa thì bọn ta thành bữa ăn của nó rồi. Con chó ở đây to quá trời luôn, đúng là thần kỳ ghê. Cậu đừng lại gần nó, sinh vật đó nguy hiểm lắm. Đây không phải là nơi để cậu chơi đùa đâu. Đi chỗ khác đây. Hai chú gì ơi, đợi con một chút. Làm ơn chỉ đường cho con đi mà. Nếu vậy thì con cũng muốn đi thử. Nè đu đi, sao thằng nhóc đó lại qua đây? Ngươi ở đây làm gì vậy? Rốt cuộc đại ca đang nghĩ cái gì trong đầu không biết nữa. Trời đất, sao thằng nhỏ ăn cái gì mà nhiều dữ vậy? Đồ ăn hai chú nấu ngon quá, đúng lúc còn đang đói bụng luôn. Nhưng món đó là của ta mà. Đến đi, để nó ăn. Buổi sáng còn ngon hơn nữa, thích quá đi. Sắp hết đồ ăn tới nơi rồi, còn có bao nhiêu nữa đâu. Thôi được rồi, để nó ăn xong rồi đưa nó về. Ngọt không cũng vậy được. Bây giờ tối rồi, mình không được ăn nhiều. Mấy món này ngon quá. Dừng lại cho tao mau. Cậu nói cậu là nhà thám hiểm vĩ đại mà sao không chịu ra ngoài thám hiểm? Dĩ nhiên phải đi thám hiểm chứ. Nhưng ở đây với mọi người cũng vui mà, còn được ăn ngon nữa. Phải rồi, chính là nó. Mà nè chàng trai trẻ, cậu biết kim tự tháp Monster Mansion là gì không? Monster Mansion? Chính xác, Monster Mansion. Đó là nơi tất cả các nhà thám hiểm đều tò mò. Cậu tìm hiểu thử xem sao. Cái này Monster Mansion ở đằng kia. Bọn ta đã đi khám phá rất nhiều nơi, và đó chính là thánh địa cuối cùng mà bọn ta tìm được. Ngươi nhìn kim tự tháp đó đi. Chú nói thiệt sao? Đi thẳng hướng đó là tới kim tự tháp. Hẹn gặp lại nhóc nha. Chúng ta về được rồi. Một cảm giác thật sảng khoái.
Chú ấy đã nói cứ đi thẳng một đường là tới được kim tử tháp. Alibaba Mori. Monster Mansion ở đâu được ta? Thằng nhóc này làm gì vậy? Không phải cái đó bên cạnh mới đúng. Ôi, không phải cái đó. Hình như mình tới đúng chỗ rồi. Xem chút nữa là mình đi qua chỗ này luôn. Cửa vào ở trên kia. Leo lên trên đó chắc cũng dễ thôi. Cứ nghĩ leo lên dễ lắm. Đã có cách rồi. Thành công. Cuối cùng cũng tới nơi. Chào nha, hai người tới đây cũng vì tờ rơi này hả? Một ngôi nhà trên kim tự tháp đúng là nơi các nhà thám hiểm phải đặt chân tới. Nhưng mà sao ngươi leo tới đây được hay vậy? Bắn cô ta mà. Đôi mắt của mình đúng là đỉnh thiệt. Chỉ cần nhìn tờ rơi một cái là linh cảm được liền. Mình sẽ sống tạm ở đây một thời gian mới được. Siri à, ta ghét thằng nhóc đó lắm. Phải tìm ra cách gì đó. Cứ như vậy sao mà chịu nổi. Siri à, chúng ta còn phải đi bao xa nữa à? Càng xa càng tốt. Đặt lên đi. Về tới nhà. Xin chào. Ngươi, sao ngươi quay lại đây được? Giờ thì khỏi quay lại được nữa. Cậu nói ai? Hả? Mới sáng ra đã mệt đứt hơi luôn rồi. Chắc đêm qua mình mất ngủ. Như vậy không ổn. Đi nghỉ thôi. Vô làm một giấc cái đã. Đói quá đi à. Có gì ăn không? Cái tên này lì lợm quá. Đã phải ngủ trên người nó cả đêm luôn rồi.
Bye bye, đi luôn đi nha. Biết đâu nó xuất hiện nữa thì sao? Thằng nhóc này không dễ bỏ cuộc đâu. Mình cần một biện pháp chắc chắn hơn. Biết ngay mà, thằng nhóc nó sẽ quay lại. Ta sẽ không tha đâu. Tôi có đem trái cây tới đây ăn nè. Hồi nãy tôi có qua bên kia để hái trái cây mời mọi người. Có nguyên một khu vườn luôn. Lại đây ngồi ăn đi. Ai đi vui vẻ nha. Đi nha, thượng lộ bình an. Tạm biệt. Mà cái hố này là gì vậy? Nhìn kìa. Đã cho mày lên đó rồi. Mà nhóc đó vẫn sống tốt quá nè. Có gì vui đâu, kệ nhóc đó đi. Thiệt ra bụng của nhóc đó cũng mềm lắm á. Nó mềm hơn hẳn so với Mori luôn á. Không được, mình lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Nè, ngươi nhai ồn ào thiệt đó. Sao ngươi ăn nhiều quá vậy? Nè, ngươi cái này á, thì ra là ngươi đã giấu mất mấy quả đồ mặt dày. Đưa đây cho ta. Nhả ra, đưa đây. Bây giờ còn lại trái cuối cùng đó thôi. Rốt cuộc thì thằng nhóc đó hái mấy cái trái này ở chỗ nào vậy ta? Mấy quả đó ngon thiệt sự, làm ta cứ muốn ăn thêm. Chiri à, chúng ta đi đón thằng nhóc đó về đây được không? Chúng ta làm sao tìm được tên nhóc đó khi còn không biết vị trí? Đúng rồi ha. Chí đi, không một của ta. Nếu tàu nằm ở đây thì chắc chắn tên nhóc đó cũng chỉ loanh quanh đây thôi. Không một à, ngươi còn nhớ tên nhóc có cái bụng phệ và treo đầy quy hiệu trên áo không? Nó đi đâu rồi hả? Máy móc thì làm sao nói chuyện được. Chiri à, ngươi ngốc quá. Ta cũng biết chứ bộ, chỉ là muốn hỏi thử xem sao. Ta biết. Ta biết.
Ôi, tìm được nhóc thám hiểm rồi nè. Ngươi sao ngươi lại vua của bọn ta? Vua của bọn ta? Bái kiến đức vua, vua của bọn ta.